Theo báo cáo độc quyền từ Sport Cho Seoul vào sáng nay ngày 8 tháng 4, cặp đôi phụ của bộ phim truyền hình ăn khách Hạ cánh nơi anh đài TVN đang có mối quan hệ lãng mạn với nhau. Nguồn tin cho hay, Seo Ji-hye 37 tuổi và Kim Jun-hyun 31 tuổi đã nảy sinh tình cảm rồi tiến xa hơn. Trước đó, cặp đôi Hyun Bin 39 tuổi và Seo Yeon-jin 39 tuổi đã thừa nhận hẹn hò vào đầu năm 2021. Nguồn tin nói rằng Kim Jun-hyun phải lòng sự quyến rũ, nữ tính của Seo Ji-hye, đồng thời là bên tấn công trước dù nhỏ hơn đạt chỉ 6 tuổi. Cả hai trở nên thân thiết và bắt đầu mối quan hệ sau khi phim lên sóng. Trong năm 2020, Kim Jun-hyun cũng đã làm cameo trong drama Dinner Mate MBC hỗ trợ dự án mới của Seo Ji-hye. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía nhà trai đã lên tiếng làm rõ. Sau khi tin độc quyền được phát hành trên các mặt báo vào sáng ngày 8 tháng 4, đại diện công ty quản lý On Entertainment lập tức bác bỏ thông tin vô căn cứ này thông qua tờ YTN Star. Họ chia sẻ, tôi biết Kim Jun-hyun và Seo Ji-hye hiện không có mối quan hệ tình cảm nào cả. Họ chỉ đang giữ mối quan hệ thân thiết như tiền bối và hậu bối khi đang làm việc cùng nhau trên hạ cánh nơi anh đài TVN mà thôi. Ngay sau đó, công ty quản lý Culture Deport của Seo Ji-hye cũng phủ nhận tin đồn, đại diện làm rõ. Báo cáo về tin đồn hẹn hò của Seo Ji-hye và Kim Jun-hyun không đúng sự thật. Đúng là cả hai thân thiết với nhau, nhưng họ không phải là người yêu của nhau, thật vô căn cứ. Trong khi đó, Seo Ji-hye đã được chọn vào loạt phim gốc của Apple TV Plus Mrs. Robin của đạo diễn Kim Ji-kwon và đang rất thành công. Về phía Kim Jun-hyun, anh đang xem lại tác phẩm tiếp theo sau khi hoàn thành drama ăn khách Mr. Queen đài TVN. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Hàn Quốc Seogye Ilbo, khi được hỏi về thông tin hẹn hò của cặp đôi Hyun Bin và Seo Ye-jin, nam diễn viên Kim Jun-hyun đã ca ngợi hết lời bởi sự chuyên nghiệp của hai đồng nghiệp. Anh còn giải thích rằng phản ứng hóa học lãng mạn bùng nổ của họ trong phim đã khiến fan hâm mộ hy vọng rằng hai người sẽ thành đôi ở ngoài đời thực. Riêng về cô bạn diễn Seo Ji-hye đang vướng nghi án hẹn hò với mình thì anh từng nhận xét. Seo Ji-hye đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể diễn xuất thoải mái. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy trông rất lạnh lùng và ít nói, nhưng cô ấy rất tốt với tôi và giúp tôi dễ dàng chuẩn bị cho những cảnh quay của mình. Seo Ji-hye từng đóng vai Seo Dan, con gái duy nhất của nữ CEO quyền lực đang quản lý một cửa hàng bách hóa hàng đầu ở Bình Nhưỡng và là vị hôn thê của Lee Jung-hyuk, Hyun Bin trong Hạ cánh nơi anh. Phim được phát sóng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Kim Jun-hyun đóng vai Koo Seung-jun, anh chạy trốn đến Triều Tiên sau khi phạm tội lừa đảo ở Hàn Quốc. Họ bắt đầu yêu nhau khi bộ phim đi đến phần giữa và thể hiện sự đáng yêu của mình khiến người xem không rời mắt. Cuối phim, Koo Seung-jun bị bắn chết trong khi cố gắng cứu Seo Dan. Dù chỉ là vai diễn phụ, cả hai nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Phản ứng hóa học và những cảnh quay hài hước của họ từng gây sốt lúc phim phát sóng. Nhưng thực tế đã khác, cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau thông qua việc đóng phim sẽ tự nhiên phát triển thành người yêu sau khi phim đóng máy. Sau khi hạ cánh nơi anh hết, Kim Jun-hyun xuất hiện với vai trò đặc biệt trong bộ phim Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau của đài MBC do Seo Ji-hye đóng vai chính. Theo những người quen của cặp đôi, Kim Jun-hyun đã yêu vẻ ngoài nữ tính nhưng cá tính của Seo Ji-hye. Ngược lại, nhà gái đã mơ lòng trước vẻ ngoài tỉ mỉ và năng động, mặc dù cậu bạn trai kém 6 tuổi.